nhà nghiên cứu đã tạo ra một bước đột phá trong việc tạo ra các sợi nano kim cương. Được dẫn dắt bởi Samuel Dunning và Timothy Chopo, các nhà nghiên cứu tại Carnegie Science đã phát triển một kỹ thuật mới để tạo ra các sợi nano kim cương. Bài báo đã được xuất bản trên tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ vào tháng Giêng. Các sợi nano kim cương là các chuỗi carbon một chiều với sức mạnh của kim cương nhưng độ mềm dẻo của nhựa. Thông thường, các nhà khoa học đặt các vòng carbon nhỏ chịu áp suất cao để tạo ra các liên kết có trong kim cương. Tuy nhiên, thay vì tạo ra một mạng tinh thể, các sợi được bao quanh bởi các nguyên tử hydro và các liên kết CS làm cho sợi cáp trở nên linh hoạt. Bởi vì các sợi nano chỉ có các liên kết này theo một hướng, chúng có thể uốn cong và uốn cong theo những cách mà kim cương bình thường không thể, Dunning nói. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng các đặc tính độc đáo của các sợi nano này sẽ có một loạt các ứng dụng có giá trị. Từ việc cung cấp dàn giáo giống như khoa học viễn tưởng trên thang máy vũ trụ đến việc tạo ra các loại vải siêu bền, một thông cáo báo chí từ Carnegie Science giải thích. Tuy nhiên, vì các sợi nano theo truyền thống được tạo ra từ 6 vòng carbon, benzen, các nguyên tử carbon có thể trải qua các phản ứng hóa học với nhau, làm cho cấu hình của sợi nano không thể đoán trước được. Nhóm của Dunning và Chopo quyết định sử dụng pyridoxine, các vòng gồm 4 nguyên tử carbon và 2 nguyên tử nitơ. 2 nguyên tử nitơ loại bỏ các vị trí phản ứng có thể xảy ra khỏi vòng và làm cho phản ứng dễ dự đoán hơn. Sau khi lập mô hình thành công phản ứng trên mô phỏng máy tính, các nhà nghiên cứu đã nén một giọt pyridoxine vào giữa hai viên kim cương trong một cái đe. Sử dụng quang phổ hồng ngoại và nhiễu xạ tia X, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy sự hình thành của sợi nano kim cương pyridoxine đầu tiên. Loại đường phản ứng sử dụng các nguyên tử không phải carbon để hướng dẫn sự hình thành các sợi nano được Dunning gọi là chỉ đạo sợi. Nghiên cứu này cho thấy cách các nhóm định hướng luồng có thể được sử dụng để tạo thành các sợi nano chính xác về mặt hóa học. Đây là điều mà Dunning và nhóm của ông sẽ nghiên cứu trong tương lai. Họ muốn thử nghiệm nhiều loại tiền chất có thể có của sợi nano và bắt đầu đưa các sợi nano của chúng vào thử nghiệm để xác định thêm các ứng dụng thực tế của chúng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!